Và tiếp theo chúng con xin kính chuyển đến câu hỏi của ở máy Nhuận Hảo, và chúng con kính mời máy Nhật Nghiêm, Nhật Nguyên chuẩn bị. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa lão cư sĩ Diệu Âm, con xin phép hỏi cho vị đồng tu, con có đi hộ niệm cùng đạo tràng đã được 10 năm. Trước đây mấy năm, khi con đi hộ niệm thì chồng con hay chống phá cản trở. Có lần anh ấy đã cấm con đi hộ niệm và lấy áo tràng của con rồi băm chặt nhỏ ra. Con chỉ có biết khóc mà không dám nói lời nào. Sau đó, con có nhặt áo tràng bị băm chặt đó đi cất. Giờ đây, con vẫn còn giữ cái áo tràng đó mà không dám vứt bỏ. Bây giờ con phải làm sao với cái áo tràng đó ạ? Để trong nhà thì thấy áy náy. Con nên vứt bỏ hay là đốt đi ạ? Xin lão cư sĩ Diệu Âm cho con một lời khuyên. Con thành tâm tri ân công đức của thầy. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Vợ tu mà chồng chống phá, đầu tiên là tội nghiệp cho người chồng, và cũng thấy cảm động thương cho người vợ. Thiệt cuộc đời này thấy thương quá chi vậy ha. Chống chi phải người ta tu hành làm thiện tốt lắm, mình phải giúp đỡ ủng hộ chứ. Về vấn đề cái áo tràng thì nó là cái áo tràng may bằng vải chứ không có gì đâu chứ vậy. Nếu trong lúc còn mặc mình không nên liền vứt lên vứt xuống mà nó mất cái trang nghiêm đi, mình tôn trọng một chút. Nhưng khi chồng mình đã chặt cái áo tràng rồi thì áo tràng đó nó biến thành là một đống vải vụn. Chư vị có thể muốn đốt thì đốt, không đốt thì cuộn lại bỏ đi, chứ không có gì trở ngại đâu, đừng ngại ngùng gì cả. Áo tràng là chỉ để mặc, để công phu, quan trọng là cái tâm mình công phu chứ không phải là áo tràng công phu. Cho nên mong vị này cứ bỏ đi, đốt cũng được, mà gói lại bỏ trong bao rồi để vào thùng rác cũng được. Chơi cóc đó làm chi cho mỗi lần mình nhìn thấy càng thêm đau lòng, phải không? À, Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm tri ân lão cư sĩ.